Thưa quý vị, thời điểm này là lúc kỳ xuân vận tại Trung Quốc đang diễn ra hết sức tấp nập, hàng triệu người rời thành phố để về quê ăn Tết sau một năm làm việc vất vả. Cũng vì vậy mà các bến xe, nhà ga và sân bay luôn chật kín khách với hàng tỷ chuyến đi. Do quá ngắn ngầm cảnh tượng tắc đường cũng như là phải chờ đợi quá lâu, thì một người đàn ông ở An Huy, Trung Quốc đã lái máy bay cỡ nhỏ để đưa con gái về quê ăn Tết. Vào ngày 30 tháng 1 vừa qua, anh Vương sống tại An Huy Trung Quốc đã lái một chiếc máy bay cỡ nhỏ để đưa con gái về quê tại một địa phương cũng nằm trong tỉnh An Huy. Theo hình ảnh được chia sẻ, máy bay có hai chỗ ngồi, hành lý được đặt ở cabin phía sau. Được biết đây không phải là lần đầu tiên anh Vương lái máy bay đưa người thân về quê ăn Tết. Những năm trước, người đàn ông này cũng đã dùng cách tương tự để tiết kiệm thời gian. Theo anh Vương, thời gian di chuyển bằng máy bay chỉ là 50 phút. Nếu đi bằng ô tô thì sẽ mất 3 tiếng và chưa kể là còn xảy ra tắc đường nên thời gian sẽ còn lâu hơn nữa. Anh Vương cho biết anh là người dạy lái máy bay, có bằng phi công còn hiệu lực và có kinh nghiệm nhiều năm về điều khiển máy bay. Nhiều người tỏ ra ghen tị với con gái anh Vương khi được về quê trên máy bay riêng, không phải chen trúc ở các sân bay hay là nhà ga vào mỗi dịp lễ Tết.